Hello, xin chào toàn thể tất cả các bác. Tiếp tục video hôm nay, anh Thách Quốc Hùng là giới thiệu cho các bác về hai sản phẩm gọi là vừa kết hợp nghe nhạc của karaoke đó nha. Đây là hai sản phẩm lọc EQ đến từ Nhật nha các bác. Một con là Classic Pro CB CEQ 231FL và một con là Victor BS G312 nha các bác nha. Thì cả hai con này đều mang trong mình cái size là 2,5 nha bác, 2,5. Đấy. Và về cái độ đẹp của nó thì em sẽ đi vào chi tiết từng con để cho các bác thấy được độ đẹp của sản phẩm hàng bên em tiếng về cho các bác như thế nào. Và hai con này thì về cái phân khúc giá thì nó gọi là gần như là tương đương nhau bác nha. Đấy, gần như là tương đương nhau nên là các bác muốn lựa chọn cho mình được cái sản phẩm nào phù hợp thì các bác nhắc máy alo cho phòng nha. Rồi đầu tiên thì em muốn giới thiệu cho cả các bác đó là chiếc lọc EQ CEQ 231FL của hãng Classic Pro. Thì con này thì bên em cũng đã có những cái video review về những cái con lọc như thế này cho tất cả các bác ở những video trước rồi. Thì hôm nay em quay lại để cho tất cả các bác thấy và các bác nào mới đăng ký kênh mà hoặc là các bác mới quan tâm đến kênh của Thành Phong thì các bác sẽ thấy được những cái dòng sản phẩm chất lượng mà em giới thiệu cho tất cả các bác. Classic Pro thì con này nó sở hữu là 31 là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 này, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 31 nha bác nha. 31 cần gạt trên đuổi vế này, dù chính can thiệp cực kỳ là sâu vào những cái dải âm sách của bộ dàn âm thanh chúng ta. Và cái độ ốp phê nó cực kỳ là cao nha bác nha. Ốp phê của con này thì cực kỳ là cao. Mỗi vế của nó tích hợp một cái volume tăng giảm, volume tăng âm. Thì ở đây chúng ta có thể tích hợp tăng âm thanh, âm lượng của âm thanh lên, không khác gì mà gọi là cái phần nâng tiếng như vậy nha. Nên là cũng về những hai sản phẩm này đều có thể sử dụng làm rề được nha bác, làm rề được. Đấy. Nó cũng giống như tích hợp giống như một con rề, có volume này, có volume và đặc biệt cái này thì nó hay hơn con rề một cái là nó có volume tăng giảm từng vế. Còn con rê ở những con free thì nó chỉ có một volume tổng nha bác. Đó, con này thì can thiệp rất là sâu vào các giai tầng này, bass mid chép và có volume tăng giảm. Đấy. Ở đây thì về cái phần con Classic Pro thì nó sẽ đẹp hơn là cái con Victor. Ở chỗ là nó sẽ có đèn, một cái dãy đèn một cái dãy đèn màu đỏ chứ không phải là nháy nha bác nha. Khi bật lên chúng ta tăng giảm lên này nó sẽ sáng cái dãy đèn màu đỏ này. Đó. Cho mỗi vế thì nó có hai vế thì hai dãy đèn màu đỏ này thì đèn từng cần nó một từng cần các bác. Thì nó sẽ sáng lên. Còn ở đây thì nó sẽ có hai cái dãy đèn nước nữa, hai dãy đèn nước. Ở đây thì khi chúng ta vặn volume tăng giảm thì nó sẽ nháy theo cái tín hiệu âm thanh ở hai cái đèn này, đèn này đèn màu vàng nha bác, còn này là đèn màu đỏ. Đó. Còn này trên cần này nó trên đầu cần này nó không có đèn nha. Mạch mũi thì rất là đẹp, hầu như là không xước sắc nha bác nha, hầu như là không có một chút xước sắc nào và mạch cực kỳ đẹp, mạch phay màu gold nha bác, mạch phay màu gold quá đẹp luôn nha bác nha, Classic Pro. Rồi đi vào chi tiết phía bên trong nha bác. Chi tiết phía trong con này thì gọi là sạch đẹp, nó gồm hai vĩ cho mỗi vĩ cho mỗi vế. Thì ở đây có thấy linh kiện nó này, linh kiện là nó đông như là quân mang nguyên luôn. Đấy, có bác nhìn thấy dày bố trí là cực kỳ là dày luôn nha. Đấy, quá đẹp luôn. Mặt thì còn rất là xanh đẹp mới tinh nha. Đó là tăng phô nó này, hai vĩ nha bác nha. Đây các bác nhìn nó chất lượng. Con này thì cực kỳ là hay luôn nha. Chắc áp nó đi khỏi cái bàn. Độ ốc phê cực kỳ là cao. Những dòng chuyên nghiệp đó, thì nó đều sử dụng là đường tín hiệu đầu vào và đầu ra thì đều là 3 lăng và 6 ly nha bác.
sử dụng dây nguồn điện rồi, điện là 100V, công suất lên đến là 100W nha bác nha, quá là khủng khiếp. Với một cái lọc mà từ trước giờ chưa thấy cái lọc nào mà nó đạt đến là một qua vượt ngưỡng 100W như là con này là 100W, còn những con khác bình thường thì tầm 25-30W hoặc là 50W đổ lại là thấy là rất là cao rồi. Con này lên đến là 100W nha bác nha, công suất khá là lớn, nên là khi nó cho ra cái đường tín hiệu chất âm âm thanh ra nó sẽ rất là hay. Đó là cái con Classic Pro CQ231FL nha bác nha. Con này thì hiện tại đang có mức giá là 7 triệu nha bác. 7 triệu. Chúng ta sang cái con thứ hai là con Victor BSG312. Victor BSG312 thì dòng này thì nó sẽ không có đèn nha bác nha. Không có đèn cần và cũng như là không có đèn nháy gì hết, mà nó sẽ tích hợp vào những cái đèn sáng ở hai bên này thôi. Ở những cái nút EQ và những cái nút hai bass này thôi nha bác nha. Đó. Thì ở trên con Victor BSG312 thì nó cũng sẽ gọi là tích hợp hai volume tăng âm này. Đấy, hai volume tăng âm cho mỗi vế. Và cũng như là phần cách giai tầng. Và ở đây thì nó sẽ cũng tích hợp là 31 cần trên mỗi vế nha bác nha. 31 cần trên mỗi vế cũng giống như là con Classic Pro. Mặt là mặt phay nhôm xước màu đen nha. Đấy, mặt cực đẹp luôn á, không chòi xước. Đó. Và hàng rất là mới. Đây thì em tháo nắp ra để các bác cùng xem rồi tháo bên trong. Về cái linh kiện thì không thua kém gì so với là cái con Classic Pro. Thì linh kiện nó cũng được bố trí cực kỳ là dày. Đấy, cực kỳ là dày nha bác nha. Đấy, các bác nhìn thấy linh kiện đó. Rồi dòng cái to thì các bác chất lượng đang phô con này cũng rất là to. Phô rất là to nha. Và ở đây thì nó bố trí hai vị, một vị trên và một vị dưới nha bác. Hàng sập đẹp nha. Đấy, sập đẹp luôn. Dây nguồn nữa, dây nguồn zin theo máy và rất là dài. Các bác thấy đây. Phía sau thì như thôi em nói rồi, những dòng chuyên nghiệp, những dòng vừa tích hợp nghe nhạc karaoke thì nó đều tích hợp những cái cổng đường tín hiệu là 35 và 6 ly hết nha bác nha. Đấy. Và đây thì các bác này, Victor là của hãng Jupiter, hàng máy in da băng này, số series model là G312. Con này thì công suất nó là 21,5W nha. Đấy, rất là chất lượng, rất là đẹp nha bác. Con này thì giá nó thành này nó rẻ hơn so với là cái con CQ231FL này, thì nó rẻ hơn rồi. Nếu mà so sánh về cái độ đẹp, độ trưng bày thì nó sẽ rẻ hơn tí. Ở đây thì nó có đèn cần nên nó đắt hơn tí nha bác nha. Có đèn vừa có đèn trên cần và cũng như là có đèn nháy, thì ở đây nó không có đen. Con này thì có giá là 6,5 triệu đây, 6,5 triệu nha bác nha. Còn Victor G312, còn con CQ231FL của Classic Pro là giá là 7 triệu nha. Đấy. Cả hai con thì các bác nào có nhu cầu vừa chơi lọc EQ vừa vào cái bộ dạng âm thanh của mình để vừa nghe nhạc của karaoke thì các bác lựa chọn con nào thì alo cho Quốc Hùng. Mỗi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại trên tấm biển hoặc là kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau nha.